6 giờ tôi mới tới chỉ con đường cách mạng vững tin lòng đảng sẽ thành công như những con tàu còn xa đất vẫn cập tin bến. Vào cập bến bờ đứng hải cảng hãy còn xa có lẽ nhiều mòm đá với phong ba sẽ đến ngắm đôi thuyền mảnh mỏng đời tôi tranh đấu bao giờ yên tĩnh nếu bạn đường như chỉ bình mình chỉ thành xin. Cống tôi đem phơi trài với già chúng tình với tinh thần và sự mãnh liệt sự sống của tôi phát sinh từ cõi chết thì dám huy nàng có hề chi anh và em đoàn chiến hàm ra đi dùng dũng mãnh đạp đầu muốn ngọn sóng tương lai tôi đó trước mặt tôi là biển chiến đầu tối lồng lồng gió trời cao. Thank you.
và người tài thì chắc chắn là một đội giày nhá đội nữa mà đi chân không lên rồi. Đấy. Nhà rất là đẹp. Hơi tối. À chào em nha. Ôi chú đã lên đây rồi à? Em đang nướng nướng gì đây? Vịt này. Nướng vịt à? Vâng. Đây là vợ của em Tày, tóc đỏ hoe. Đâu đỏ đâu anh. Bình thường mà. Vịt nướng à? Vâng, vịt nướng ạ. Ông bà ấy đâu hết rồi? Bà em đang đi đâu? Bà em đang đi mua rượu sao? Mua rượu à? Vâng. Tưởng ở trong này sẵn rượu. Sẵn rồi, hôm qua bà em uống hết mấy bình. Thế à? 10 lít, một mâm thôi. Uống từ kinh. Trưa đến tối. Anh sợ không? Chân giò chân kia cũng treo hết lên đây à? Vâng. Lại giống như anh già rồi, treo kinh khủng. Treo hết lên này. Thầy bố em treo lên. Ờ. Cái này thằng bố em làm rồi. Thế là người Tày cũng treo thịt như kiểu người Mông à? Vâng, treo hết mà. À. Khu Tày Phương Độ này nhà nào cũng treo. Nhà nào cũng treo á? À? Nhưng mà nhà em là treo nhiều nhất à? Không. Sao anh không thấy em quay cái này? Em còn ít đấy. Hả? Hả? Sao anh không thấy em quay cái này? Đây hôm qua bố em vừa treo đâu mà. Vừa hôm qua treo á? Vâng, hôm kia. Hôm kia á? Hôm kia đó mà. Đấy khô hết rồi này. Vâng, mình đun bếp như lâu ấy, mấy ngày hôm nay liên tục nên nó đen này. À, còn kia là lạp sườn à? Vâng. Lạp sườn đen xì đây à? Đen xì chưa kịp cất. Lâu rồi đấy phải không? Hôm qua em đi cất vào tủ lạnh nhưng mà chẳng có thời gian. Đây là vịt nướng à? Ướp gì rồi? Hả? Ướp hạt dổi mắc khén các kiểu ấy. À. Hạt tiêu, muối. Hôm qua là ăn dằm rồi. Hôm nay là hậu rằm thôi. Hậu rằm. Ờ. Anh em gặp nhau tí rồi. Qua là em ước em với vợ chồng em mới có gọi nhưng mà tôi bận đi đán dầu không vào được. Hôm nay vào dạng là như kiểu là ăn hậu của rằm tháng giêng. Lúc một giờ em điện cho anh tưởng anh về đấy. Thế à? Đến 8 giờ hay sao ấy. Ừ. Thế lợn này là lại mổ con nữa à? Hả? Lợn này á? Ừ. Không, nhà em mổ một con mà. Tết đã mổ rồi mà. Vâng. Thế sao bây giờ lại tiếp tục mổ con nữa hay là cái này đi mua về thôi? Cái này tiếp tục mổ con nữa. Thế là hai con? Vâng. Mổ. Con đầu tiên là trung thôi, lúc 28 đây là trung thôi. Hôm 28 là mổ con bao cân rồi? Đấy, trung em mua có mấy cân rồi mà. Thế con này là bao nhiêu cân? Con này 70 cân. Ờ. Xương lại treo á? Thả với bố em treo lên hết. Có tủ lạnh nữa, xong để vào tủ lạnh nữa. Có mà em để vào tủ lạnh bớt mà. Ờ, xương này thì để tủ lạnh xong mình chặt ra sẵn rồi, xong rồi rửa nước muối xong để tủ lạnh. Vâng, bố em để nhiều rồi, để trong ngăn đá kín hết. Hay là ông thích ăn thịt treo? Đấy, ông thích ăn thịt treo lên này mà. Ờ, cái này đây gọi là đặc sản đấy phải không? Thịt treo này nó treo xong rồi mình tí. Hơi mặn ăn với cơm. Cái mùa này là mùa đi cấy đúng không? Đi làm đồng rồi về là chỉ cần rửa phát là luộc phát là xào luôn. Nước quá là vậy. Ngồi quanh chén này. Em hôm trước mưa đá toang hết rồi. Bây giờ đu đủ đúng toàn cây mà. 5-6 cây ở chỗ vườn ao nhà em kìa. Tí anh đào hoa có sang không? Với em định điện nhưng mà chả biết anh ấy có sang. Hả? Sợ anh ấy đi làm rồi. Đi làm cái gì? Anh ấy chắc đi làm không ạ? Ok, chú kính ngay nhé. Ừ, nghe trong veo. Phết đấy nhờ. Đây là đây mình còn đây là đường 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 phanh nha đấy phải không? Vịt nướng. Anh Hải ở đây bảo anh xuống lấy rượu. Bắp cải xào lòng. Còn đây cái gì thế? Cái này thịt trâu khô anh ạ. Thịt trâu khô à? Bên kia cũng là nấm. Cái này là nấm xào lòng.
nấm sau lòng. Thơm phết đấy nhá. Yeah. Có ướp cái gì không? Có mà. Ướp gì đấy? Chào cháu. Hạt rồi đấy. Vâng, cháu chào cô ạ. À. Vâng, cô đi làm về ạ. À? Vâng. Đây anh đào. Hả? Đây có món đặc sản đây này. Đặc sản gì đấy? Mâm thảo quả. Thế à? Còn ai nữa? Không có ai đâu. Ừ. Thế thôi. Ừ. Không có, tí gọi anh Đào sang. Gọi anh bạn vợ sang. Sợ anh không ở nhà thôi. Anh Đào. À, lại đi tìm vợ mấy ngày rồi chưa đi về. À, đúng rồi. Anh Đào đi rồi. Đi lên lên Minh Tân rồi. Đi tìm vợ. Đi ra mắt người yêu. Ra mắt người yêu à? Đi mấy hôm rồi mà. Thế kéo phê rồi không về được. Chưa về đâu. Đi từ hôm rằm mà anh. Đúng, đi tìm vợ thật. Cô em còn chưa ông mà lấy về không bỏ nốt, lấy vợ thì chín. Lấy vợ. Vợ thứ 8 ấy. Thì em phải điện cho. Đúng rồi, hôm tôi chưa thấy bảo đi rồi. Trên đấy là chỉ có người Mông thôi chứ, hay là người Dao? Dao. À, người Dao. Vâng. Bật điện lên. Bếp cơ mà. Bật sáng quá chói. Này món mầm thảo quả. Nước chấm hành nhiều. Cho nó hơi chút. Cho nó nóng nóng tí. Ô bầy mới đấy nữa. Chứ bầy đấy. Mẹ, chờ này con gọi chị Hà đi tới cùng mẹ nhé. Hà bảo hôm qua cũng sáng nay dậy muộn. À, Hà ấy. Mẹ khơi ăn là nó. Chả biết cái hôm đi cái da này của coi đầm bao đầm. Hà ấy. Bữa nào hôm mình mình và anh đi nghe. Của đầm bao này văn này ngay tao lên lấy cái mẹ chảo này. Khổ. Này chả đang là vây hôm mình đầm mình răng bớt. Còn mấy xào nữa chú? Ruộng ấy. Hả? Ruộng còn mấy xào nữa chưa cấy ạ? Tính sao đâu, diện tích bốn màu ở nhà hơn 300. À dạ. hơn 300 bó mạ. À thế là không tính xào chứ gì ạ? À. Có nghĩa 1 mét vuông của nó là 20 vàng. Một bó của nó là 22,2 mét vuông. À. Một bó mạ đấy. Trong lúc chú còn bỏ. Lại thay đổi cơ cấu cái trồng. Bây giờ là không cấy lúa nữa, chuyển sang cấy gì nữa? Không cấy lúa chứ, lúa cũng phải làm chứ. À. Cái nào lại xa nước đấy thì trồng ngô vào. Vâng. Phải để cơ cấu cái trồng. Xa qua nước mà tưới tiêu ấy. Vâng. Đi lấy trồng xa nên là để hết đất các kiểu. Con. Cho hết. Bố mẹ nữa. Vâng. À. Nên là nhiều, không phải chia cho ai ấy. Cái thấy được đấy, ừ. Cho nó hơi hả?
Được rồi. Được rồi. Mơ bên này cho cái chân này nó ấy một tí. Tay. Tay cho nhanh. Khô đét này. Cái này có ướp gì không? Lá gì đây? Có lá chanh à? Lá chanh. À. Ướp với gia vị con vịt đây. Ờ. Chân nó khô đét này. Nhìn hai vợ chồng chú ngồi ở bếp như kiểu vợ chồng A Phủ. Chí Phèo với chị Nở. Chí Phèo với chị Nở khác. Chí Phèo với chị Nở là ở trong cái người nông dân nhưng mà nó ở dưới xuôi. Còn vợ chồng A Phủ thì nó người nông dân nhưng mà nó ở trên núi. Ok, xong rồi. Đấy, là bản sắc của người dân tộc. Đấy, đúng đúng bản sắc rồi đấy. Bây giờ nhé, rằm nhỉ? Ừ. Quá, anh vội quá ngày hôm nay. Bún này cũng tự làm hả chú? Ờ, bún tự làm. Tự làm ạ? À. Ừ. Hôm qua chú cháu không nghe đây này. Thế à? Qua hôm qua cháu lên đán dầu. Và ước gọi quá nhưng mà lúc ấy bảo 1 giờ mới ăn cơm mà nhưng mà cháu cũng không về kịp. 4 giờ chiều cháu mới ở trên đấy xuống. Cháu ăn xuống à? Ừ. Không còn ai nữa. Không, thế thôi. Ừ. Hôm qua ăn có. Hôm nay anh gọi đào đi. Thế à? Hôm nay thì hết lên đào về nhớ. Hôm nay em với anh thôi. Uống rượu 3 người này. Cô, vào ngồi cô. Liên ơi, vào ngồi ăn cơm em ơi. Ừ. Có ăn xong vẽ viết bản đồ đấy. Nhìn toàn phóng vẽ bản đồ rồi bày binh đối trận đấy, đánh vào mồm đấy. À. Lúc đấy là địch tập kích. Nhưng mà như thế là như thế là chuyên phải đi theo chỉ huy đấy nhỉ. Theo xe chỉ huy sắt mà. Vừa bảy huyện phía dưới. Tại vì là đi theo chỉ huy thì mới vẽ được bản đồ chứ. Họ chỉ như nào là vẽ như thế ạ? Không. Tính là kiểu là các ta độ địch tập kích vào khu vực này là chú vẽ được hết mà. Thế à? Bình độ này là đường cầu cống ao hồ chùa. Có nghĩa là vẽ hình hình dung ra được ấy. Ờ, hình dung được mà. Về nhà chú. Chú về nhà ngày xưa họ đám cưới kiếp rồi chú xong nghỉ hết này chú cắt được hết mà vẽ được mà. Vâng. Qua bây giờ có tuổi. Vâng. Có con cháu. Có anh Đào có ở nhà không? Em đang tìm số không thấy đâu. Anh đào hoa 7 vợ, chuẩn bị lấy vợ 8. Mai lại khỏi tiêu. Tìm mấy ngày chả biết cứ được không. Dặn đấy đi thật. Qua vừa nghe của ông Quyên. Hai lần, một lần lên Minh Tân, bảo đường đi khó lắm. Cô bà bảo thế, bảo đây có 3 đứa nhưng mà không biết nói tiếng phải không? Chịu rồi. Bảo chị Pô Hái là không biết nói, mà chị Pô Hái là không biết nói. Đây này chú mới biết được tiếng. Chú mới biết nhiều tiếng lắm. Nó biết được khoảng 4 tiếng. Chị nói cho Toàn, tạ buổi sáng nó Toàn nhìn vào mặt anh cho nó mỉm cười. Anh Đào ơi, vợ thứ 8 không về thì chuẩn bị làm vợ thứ 9 thôi. Chả biết tìm đâu ra, chả biết tìm. Ngày xưa em cứ tưởng là lên là ok rồi. Chưa à? Cháu Thắng không biết đâu. Ê, hôm trước dân tộc nó là gọi là dân tộc mèo, chú không phải tiểu sử đấy. Là ngày xưa ông Vương... vua mèo, vương chí sinh ấy, là có con đây chẳng hoa cũng hơi xấu tí. Đấy. Đấy. Đúng đấy em thôi. Ông Vương Chí Sinh đấy mà. Bằng vâng. Ít tuổi mà. Thế bảo là lấy nhà cũng hai vợ rồi phải không? Đấy. Chuẩn bị. Mới được vợ một thôi. Thế à? Có con rồi. Thường là đi cùng anh Đào là em, cũng phải một hai vợ thì đi cùng. Anh trai đấy, em trai. Anh bày vợ nó đẳng cấp hơn. Chuẩn bị 8, 9 vợ rồi còn. Kình mùng 2 đã đi tìm vợ rồi. Không. Nhưng mà không tìm được à? Cọc đi tìm châu hay châu đi tìm cọc đấy? Hả? Ở thế. Không tìm được à? Châu tìm cọc chứ. Châu đi tìm cọc à? Cọc đi tìm châu. Tìm được rồi nhưng mà chưa dẫn về đúng không? Tớ tưởng anh Đào đi Minh Tân nhưng mà.
Không, không, Tân về rồi xong lại về rồi đấy, thế đấy là đi mùng 2 rồi. À. Tân xong rồi mùng 2 Tết. Mùng 2 là đi Thuận Hòa, mùng 3 ở Xuyến Trải Minh Tân. Nhưng mà được giới thiệu ba cô à? Làm gì Xuyến Trải Minh Tân. Thôn Xuyến Trải Minh Tân. Thôn như được giới thiệu ba cô à. Tiếng người Mông họ là học hành. Đấy xong mới về nhà, mùng 4 về nhà là xong bắt đầu là 13 âm này lại lên xem thằng bạn cấp sắc ở trên Khuổi Mi là thác. Thế tưởng vớ được một cô tiếp lại không được. Chả lấy đâu. Thôi đi lên Khuổi Mi cố gắng mà tìm một bạn hố âm tím nhỉ. Bạn hố âm chịu. Nào em giới thiệu cho anh gặp, ta gặp đứa ngọ nhiều quá. Nào giới thiệu cho đàng hoàng chứ. Ta gặp đứa ngọ thôi. Vợ chả lấy đâu. Xa bên kia bảo anh đàng hoàng toàn mời rượu. Chả thấy giới thiệu vào đâu. Đi hỏi con kia có bảo ơi, con kia có vợ anh ạ. Con kia thấy trẻ xinh quá. Thế em kia có chồng nữa. Ôi, một chồng hai con rồi thì chịu rồi. Tầm tán được anh không? Nhưng mà làm gì họ biết anh là anh đào hoa bảy vợ. Họ biết không? 95 ở đấy là nó có vợ. Ở đấy anh có anh em ở đấy mà bạn bè ở đấy, đấy anh thiếu gì? Biết anh luôn á? Thừa biết. À. Toàn anh em. Vợ xa xa thôi, tại vì ở đây biết rồi. Em nọ có đồ này toàn bạn bè. Hôm nọ đi Hà Nội như nào? Em hỏi thật. Đi Hà Nội á? À Vĩnh Phúc chứ. Vĩnh Phúc à? Vĩnh Phúc hay Hà Nội? Huyện Mê Linh Vĩnh Phúc. Huyện Mê Linh à? Thành Hà Nội rồi. Mê Linh Hà Nội. Ngoài thành Hà Nội. Mê Linh là thành Đà. Mê Linh. Nhưng mà gặp không? Có gặp không? Thành Đà Mê Linh ở Hà Nội. Sóc em đang hỏi mà có gặp không? Có gặp em đấy không? Nhưng mà gặp đâu. Gặp ông chú. Trên này là chị. Gặp mỗi ông chú à? Trên Phúc chỉ có Vĩnh Tường thôi. Thế sao bảo em đấy xinh lắm. Bảo có một em xinh lắm ở dưới đây. Đưa cho 500 tiền đấy, 500 nghìn đồng xong về đấy là rơi chìa khóa. Có nghĩa bảo anh về đấy là rẻ gì? Khóa nữa về mà khóa nữa là hết tiền. Anh ở rời thì nói về là bây giờ nó đang làm việc ở bên ở Phúc Thọ. À. Tháng có nghĩa là ý là anh xuống đấy ở cùng. Anh phải lên rể thì nó mới nhận. Nó ở bên lên rể có tốn tiền không? Chả biết được cái đấy mình biết không. Thế là xuống gặp rồi gì? Gặp rồi. Cầm tay không? Có cầm tay không? Xuống cầm tay không? Hả? Có được cầm tay không? Làm gì đã được cầm tay? Vừa biết mặt thôi. Cà phê phải. Thế em bưng bê cơm nước lên là mình biết tên rồi. Thế à? Biết mặt thôi. Sinh năm bao nhiêu? Xong hẹn nhau ra chơi xong em đấy chỉ nói là bảo anh ơi, anh lên dưới đâu? Anh bảo rủ cả mẹ anh, cả con anh xuống. Tài sản của anh nhà anh có bao nhiêu anh bán hết đi xuống đây ở với em nó chỉ đó đấy thôi. Thế thì mình bảo không tiếp nhận được. Ừ. Bảo là tài sản của anh bán hết đi. Bán hết xuống ở với em. Bởi em đấy là bảo ở Phú Thọ, lập thạch Phú Thọ. Đang lương tháng 6 triệu một tháng. Làm ở công ty á. Lương tháng 6 triệu. Đúng rồi. Là bảo anh xuống đấy ở bán hết trên này đi. Bán hết ruộng ao nhà anh. Em xuống đấy là em sao anh xuống được đúng không? Bán hết nhà cửa đi cả bà cũng xuống cả con anh cũng xuống. Được. Biết đến lúc biết đục nước béo mò và phát đuổi mình về lúc nào mình đến đây mình hết đất ở rồi. Đúng rồi. Đó. Chịu. Thế không được. Thế hôm đấy em thấy lo lo mà em bảo là nhưng mà em không có số của anh. Nhưng mà thấy bảo hôm sau là về luôn. Sáng sau bắt vội xe về mà nhỉ? Nhưng mà anh là bắt biển 2, biển 23 không đấy. Hôm đấy là đáng rồi. Hôm đấy là đáng nhất là anh phải để cho Ước đi cùng nữa. Xe đã xe anh Quảng Nghị bằng phấn nhá. Nó từ Hà Giang Mỹ Đình 500.000 về lại Mỹ Đình Hà Giang nó một tuần đi tầm lúc 7 giờ. Quảng xe máy Quảng Nghị để bằng phấn này. Phá chìa khóa thế là Quảng Đạo này. Đấy nó tuần lên tầm đấy rồi. Chỉ lạ Việt Nam có thật đấy. Mình bắt 8 giờ đấy còn toàn xe Ngọc Sơn. Thế anh để quên chìa khóa ở bến xe luôn á? Chạy biết rơi lúc chạy nào mất chìa khóa à? Lúc khóa anh nghĩ là chắc là rơi từ lúc đi rồi ở chỗ xe. Thế về là sửa khóa xe là mất luôn 500. Ừ. Thay khóa. Họ cho 500 là thay khóa thay cả chìa luôn. Anh nghĩ là cho lúc đang ngồi xe khách rồi, đang rơi chuyến Tết xe. Tết vừa rồi mà có điện không? Tết vừa rồi cái em gái đấy có điện nữa không? Điện cho anh không? Điện xong mà anh vẫn nghe máy hồi thường. Vẫn nghe máy à? Em đây nói không thì... nếu mà bảo với người ta là nếu mà thiện chí mà yêu ấy nói chung bây giờ thì anh có tuổi rồi chỉ nói là bây giờ tán tỉnh thì nó mày có nó lấy nó tao không, không đấy rồi đấy hỏi nhanh theo tiếng dân tộc mình ấy luôn. Mày có lấy tao không ấy mày như có chú lấy nói tao không thôi. Là lên chứ còn nếu mà mình xuống như đấy thì không được tại vì mình ở trên này nó quen rồi xuống dưới nó ở làm sao được mày lại nói như kiểu người mộng ô cái mày có yêu tao không mày có yêu tao với mày bỏ nhau được
mình sẽ thay buổi cải tiến rồi. Chứ còn nếu mà bảo mình bán đất hết cái thứ ở trên này xuống thì có mà chết. Đưa được, hết rồi anh bảo đục nữa bé con mà phát. Đúng rồi. Nó không phải đục nữa đâu. Đuổi cả mẹ anh, đuổi cả anh về. Anh bán ở đây và anh phải lấy đâu ra nó ở nữa, đúng không? Là mày muốn về ở với Ước cũng không được, Ước cũng không cho ở nữa, thì anh bảo đi đâu? Bà... cho anh vào núi vào ngủ cho hầm hay là đừng đi vào cho hang đá núi thì được. Lên rừng làm khỉ thôi. Ăn hang ở lỗ cũng được. Cầu như thử đi. Như cậu vừa nói ăn hang ở lỗ luôn đấy, nếu mà bán hết đất đi. Có nghĩ đi tìm đấy, tìm vợ đi tìm vết chân Nguyên Thủy mới khi tìm được nhỉ? Hôm nào em lên đán dầu ấy. Nếu mà có cô nào tìm vết chân Nguyên Thủy mới khi. Đán dầu chỗ nào nhỉ? Đám dâu ở Vị Xuyên đấy, anh không biết à? Anh cứ vào. Đám dâu. Nó thuộc ở Việt Lâm à? Dâu ấy chứ. Ui, trên đấy toàn con gái rồi, toàn gái xinh rồi. Mà đám dâu nó thuộc ở đất Việt Lâm à? Việt Lâm đâu? Vị Xuyên. Vị Xuyên. Nó chưa đến cái chỗ Hồ Đông. Hồ Đông Vị Xuyên. Nói chung là trên đấy là núi cao lắm. Núi cao hơn Quảng Ninh đấy. Cao đi nguy hiểm lắm. Như kiểu mình đi Sô Phi ấy. Biên phòng xa vắng nơi ngọn núi ngàn nắm âm thầm yên nghỉ, nơi những cánh rừng trầm lặng cô đơn, nơi những con suối tháng ngày đi được gần vấp ngã tình ta ai quản. Quê hương anh đấy đang lan lộn vòm tay u ám đón mời anh nhân ra nơi sao cứ nỡ mênh mông thế cả một vùng tuyết trắng hoang vu trần gian đã vùi chốn khi người những trẻ. Thế rồi cuộc sống nơi đây có yên hà hay đâu. Chiến tranh một tái hòa gớm ghê ập tới. Những cô gái mèo có đôi mắt chứa đựng nỗi buồn xa xăm, chìm đi trong khói sung, làm ắt đi những tiếng khèn tình tứ năm xưa bên những mỏm đồi biến mất. Máu chảy đồng đồi ánh ngã xuống, mắt nhắm rồi nhưng môi vẫn mấp máy. Người lính năm xưa là thơ rồi. Cuộc sống người lính biên phòng chúng tôi là những đêm dài trên chốt nhỏ. Hỡi người chết bốc lên dưới chiến trường lạnh lùng ấy, có bao giờ chắn chờ đến ánh trăng mờ ảo không anh? Và có khi lặng lẽ nhìn theo cánh cò chớp chởi vòm trời xanh, nơi trang nhớ quê hương, nơi mẹ già em nhỏ móng trông, nơi người vừa anh đang giàu dí cầu móng chính thoát được mũi tên và hòm đạn để trở về những bản kính hồn sáng tối của tình yêu đời đời chờ cho đến khi tuổi thánh xuân sắp bụi tàn. Những ai làm ở lương tâm vùi trốn kỷ niệm của năm xưa đi xuống đáy mồ quyến láng, những giọt nước mắt hiếm hoi âm thầm của người lính biên phòng khẽ khàng nhỏ xuống sương lành của sự màn đêm, nỗi day dứt không ngôi cha mẹ già yếu tần tảo nuôi anh lớn lên giữa vất vả nhọc nhằn mà chưa có dịp đền ơn. Anh thương các em thơ dài phải nái lưng cáng đáng qua các công việc cho anh nó ở chiến trường xa. Người ta đã bảo đá không đổ mồ hôi, sắt thép không bao giờ hán gì, tâm tư đầy nước mắt áo của riêng tôi, của riêng tôi khi của riêng những người lính biên phòng. Áo quyền thành thơ, tiếng cũng quyền thành thơ, lòng rúng lên nức nở nói với người đời rằng hằng thứ yêu đồng cảm cùng chúng tôi. Chúng tôi là cái bề chứa nước sầu đấu và ổn nước hết đấy cháu ạ. Lại quay về anh bày vợ đọc thơ. Quay về anh bày vợ đọc tiếp nhá. Anh bày vợ anh đọc thơ ra thôi nhá. Ừ. Anh gì có một đôi thịt chó, mở rừng gì bà gát rau thơm, có đôi lúc anh say chìm trong bể rượu, khắc tên em lên cổ anh đôi gà. Thôi, nhưng mà bây giờ đúng là cháu phải cảm ơn chú. Là bây giờ thì thời bình rồi, không phải là thời ngày xưa nữa. Nhưng mà những vâng, đúng rồi, bây giờ Việt Nam nó rất là bình rồi. Nên là vâng, lúc đó là chú là công tác trong biên phòng nhỉ. Lúc đó là cái thời gian đó thôi, còn bây giờ thì để mà nói thôi. Của anh rất chứ còn bây giờ tổng thống Mỹ còn sang bên này ăn phở bên này cơ mà. Ăn phở ăn bún cơ mà. Đấy. Nó quá bình và Mỹ còn sang ăn phở Việt Nam đấy. Rồi. Việt Nam bây giờ nó là bình bình nhất luôn. Bình và đẳng. Rất nhiều người thích đến Việt Nam. Chưa đẳng đi là nó còn đá bình ở đấy rồi. Có nghĩa là ngày xưa Bác Hồ nói một câu là không có gì quý hơn độc lập tự do, thì bây giờ mình đang được hưởng cái từ đó đấy. Ngày xưa là đất nước chiến tranh, đất nước mình chịu ảnh. Nhưng mà chú là nếu mà những cái câu thơ đấy là chú là rất là nhớ luôn.
phải nói là cái thơ cái Lê Đức Thọ kính tặng các chị sĩ bên dưới hải đảo cũng hay lắm. Thế à? Vâng, vâng, vâng. 586 đấy, Lê Đức Thọ. Không, cậu biết bài thơ của Lê Đức Thọ. Vẽ nhá, đại chú là vẽ này, thơ này, nhà ca này, nhà các kiểu luôn. Viết chữ viết này á. Không biết thì bằng khen mà. Trước là bố em hay đi vẽ cái đầu báo tường ấy. Thời thời cấp 2 mà thuê vẽ cái đầu báo tường ấy. Vẽ xong là viết này là đầu báo tường ấy. Mà cái bây giờ anh đọc bài thơ Phạm Thế Duẩn. Thôi. Anh đào hoa thôi. Thơ của anh nó thơ ca. Vô bạc. Có ai hay thế này cháu ạ? Cháu biến văn hóa nó hạt cái đất nước đẹp vô cùng. Ông Lê Đức Thọ kính tặng. Cậu này không biết đâu, cậu kính biết ba thơ Bi Phong ngày xưa của cậu rồi. Phàm thử biểu trì đồ không đêm nay trời rét lắm, cái rét nơi biên thùy thì rét buốt thịt giá. Cả nơi rừng cha phải ngâm, cả ngâm thơ. Cái cậu đọc bằng thơ, cậu không ngâm. Nó ngâm thơ nhàn, nó phải có cả ngâm thơ. Thương anh nhiều anh chiến sĩ của tôi ơi. Thương nhiều anh chiến sĩ của tôi ơi. Đào với cậu có ngâm đâu. Cậu đọc thơ không phải ngâm. Ngâm là ngâm thơ. Cái này cậu có đọc bằng thơ, cậu có ngâm đâu. Ngâm phải ngắt cả giọng hát. Anh thế đâu anh đào anh thử ngâm cái nào. Đâu anh chiến sĩ của tôi ơi. Ông này là nói đâu? Cậu mình thật nhưng mà cậu toàn đọc thơ, cậu còn ngâm đâu? Đấy cái thằng bác ngâm. Cậu ngâm. Ngâm bạn để mà ngâm thơ. Đâu anh ngâm vàng. Xa quê hương lên đây. Anh mới giảm rồi anh xa gia đình, xa những người vợ thân thương. Rồi anh đến đấy làm bạn với sớm chiều. Người vợ mới anh yêu em nói càng tha thiết. Vợ anh đẹp tình rồi đẹp nết. Tình siêng năng em biết chiều trông. Chàng phần son đôi má ửng hồng. Chẳng chạy chuột khi mái tóc bông nắng hà. Vợ tôi đen cũng vì đi thao trường dâm nặng. Mặt tính nhanh em nhằm thẳng hướng quân thu. Vợ anh hiền ngực nở bầm vai u. Mỗi khi đêm nàng nói quân thu kiếp sơ. Và tôi luôn luôn ngày đến đi nằm bên vợ. Ấp ủ cho nàng chiếu chuộng yêu thương. Và mỗi đêm gác tôi gọi nàng khẽ khẽ. Dậy đi em để cùng anh gìn giữ xóm làng. Bác năm rồi anh năm rồi đấy. Dù người vợ tôi nói cha chẳng ai là xa lạ. Vợ tôi chính là khẩu súng AK. Ôi sao? Dạ vâng. Chú này đùa nhá. Dạ vâng. Ở miền sông Hương Bắc, ra ngoài Bắc. Vâng vâng. Ở miền sông Hương Bắc, Bắc chưa ra ngoài Bắc. Biết cái gì nữa nhỉ? Cho thắng nhỉ? Vâng, đây cháu uống hết rồi, hết luôn. Hôm nay ở ngoài bạc mà rá nói. Dạ. Bạc mà rá nói, bạc mà nó ở trong huề bạc mà ra. Con cháu là hôm nay cũng ngày ngày Tết rồi cháu ạ. Vâng. Ở nông thôn như chú là hôm nay 16. Con này bạc. Mai 17 mới đi làm, nhưng bây giờ nói là gì hù tá là tá. Này như tướng. Mà tá không sợ vợ. Cho lắng ơi. Tôi sợ vợ lắm. Vợ thì vợ phải sợ. Tá là tá. Thôi cháu làm xin phép làm nốt chén này thôi. Đấy quá. Rồi cháu mệt đấy. Cháu mệt đấy. Thì hôm nay nào khóc ạ? Không phải khóc đâu. Ấy. Nước mắt à? Đời tuôn nước mắt. Ai trên đời chẳng uống rượu. Đi máy cày nhá. Uống rượu là phải say. Uống rượu là phải say. Đùa thôi mà. Vợ là vợ mà ta là ta. Đi đâu? Máy cày ấy. Đi rồi, nhưng mà anh không đi. Không đi được thì anh bảo là đi hai con mày sai rồi. Mày đi không hay là mời cả ông đi xin đi ngủ.